Xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái video này thì tư vấn Phan Thịnh sẽ chia sẻ với các bạn về 9 cái thư viện cửa AutoCAD, bao gồm cả cửa gỗ, cửa nhôm, cửa Việt Pháp để các bạn sử dụng, cửa nhựa để các bạn sử dụng vào trong quá trình học tập như trong công việc của mình các bạn nhé. Thì là chúng ta sẽ cùng đi qua 9 cái thư viện cửa này các bạn nhé. Thì trong đây là cái folder mà tôi chuẩn bị gửi các bạn là bao gồm 9 file thì bao gồm 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9 này. Thì 9 cái thư viện này thì các file trắng này là các file kèm theo khi tôi đang mở thì nó cũng không có ở trong cái mục download các bạn đâu nhé. Thì ở trong cái phần bài viết cửa AutoCAD của tư vấn Phan Thịnh ấy, thì là cũng đã có hết các cái đường link rồi. Thì là đây các đường link tải đây thì tôi đã có được rồi, nhưng mà tôi muốn làm cái video này để chia sẻ các bạn về những cái chi tiết hơn về các cái cửa, các cái thư viện bao gồm những loại cửa gì để các bạn trước khi các bạn tải về các bạn xem trước video thì các bạn chọn đúng cái cửa mà các bạn cần, cái thư viện cửa các bạn cần. Thì trong cái phần mô tả video tôi cũng để 9 cái link tải để cho các bạn tải để sử dụng các bạn nhé. Ngoài cái phần bài viết ra thì tôi cũng có để trong mô tả trong video luôn. Thì chúng ta sẽ tìm cùng lướt qua cái thư viện. Cái thư viện này là thư viện số 1 các bạn nhé. Thư viện cửa số 1 này. Thư viện cửa. Đây là thư viện cửa số 2 mà tôi chuẩn bị giới thiệu các bạn. Bao gồm cả cửa gỗ với lại các cửa gỗ. Đây là thư viện cửa số 3. Đây bao gồm các cửa nhôm các bạn nhé. Đây thư viện cửa số 3 này, phục vụ quá trình làm việc của các bạn. Còn thư viện cửa số 4. Đây thư viện cửa số 4 này là thư viện cửa nhôm. Thì là tôi sẽ trình bày trước chính cái thư viện cửa này, xong rồi chúng ta sẽ cùng chi tiết xem các thư viện cửa này bao gồm các cửa như nào các bạn nhé. Còn đây là thư viện cửa số 5. Thư viện cửa số 5 này là thư viện cửa block thuộc tính. Thì chúng ta có thể kéo dài hoặc là thu nhỏ. Đấy, đây là block thuộc tính các bạn nhé. Đấy, kéo dài, thu nhỏ các bạn, thuộc cửa các bạn. Đấy, thư viện cửa số 5, thư viện cửa số 6 đây. Đây, thư viện cửa số 6, đây là cửa gỗ này. Đây, cửa gỗ này. Và các chi tiết kèm theo. Đây, thư viện cửa số 7. Thư viện cửa này là thư viện cửa nhục gỗ các bạn nhé. Đây thư viện cửa số 8, đây thư viện cửa nhôm sinh pha. Đấy thì bao gồm chi tiết các mặt cắt, các cái đố. Ví dụ như một cái cánh mở ngoài thì sẽ bao gồm các cái thanh nhôm gì, các cái mặt cắt gì thì là cũng đều chi tiết đấy các bạn nhé. Đấy có cả ký hiệu của cái thanh nhôm đấy. Còn đây là thư viện cửa số 9 các bạn nhé. Đây cũng là cửa nhôm. Thì chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về chính cái thư viện cửa này. Chúng ta cùng quay lại cái thư viện cửa số 1 các bạn nhé. Thì bao gồm đây là cửa cuốn này. Đây là cửa nhôm này. Đấy thì có chi tiết cửa nhôm này. Đây là cửa gỗ này. Đây là cửa khung bao thép này. Cửa chống cháy. Đây là cửa đi. Đây là cửa đi này, cửa đi hai cánh này. Cái cửa lùa bốn cánh này, bao gồm cả hoa sắt này. Chắc cái thư viện cửa này nó là một cái thư viện cửa của một cái nhà dân nào đó. Đấy thì là đây là cửa một cánh này, có phích trên này. Đây là cửa đi này. Đây là cửa có một cửa sổ và kèm cả một cửa đi luôn các bạn nhé. Thì cái thư viện cửa số 1 thì nó cũng hơi đơn giản thì tôi cũng chỉ sơ bộ lướt qua thôi. Thì chúng ta cùng sang cái thư viện cửa số 2. Thư cửa số 2 thì bao gồm cái đầu tiên của nó là bao gồm các cái mặt đứng của cửa gỗ. Thì trong này chắc là dùng chủ yếu là trong các cái file công trình nhà nước. Cái cửa lớn. Cửa này thì chắc bây giờ nhà dân được ít sử dụng nữa. Đây là các cái chi tiết cửa. Đều chắc ở trong file trong một cái công trình nhà nước nào đó các bạn nhé. Đây là cửa nhôm này. File này có cả cửa nhôm luôn này. Phích kính này, vách kính này. Đấy đây là các cái trang trí này. Cửa lùa này. Còn đây là chắc là vách
vách bên trên có lợn hình tròn, có bên dưới đấy là cửa cửa gỗ này, chi tiết giống bên trên cửa gỗ là. Cái file thứ hai này bao gồm các bạn nhìn bao gồm các cái cửa gỗ và cả cửa nhôm bạn nhé. Rồi sang đến thư viện cửa số 3. Thư cửa số 3 thì bao gồm đầu tiên đây là chắc đây là một dự án công trình nước ngoài, dự án lớn thì có cả các cái phần tiếng Anh. Thì là cái này nó đang bị lỗi phông nhưng mà chắc là các bạn cập nhật thêm phông thì sẽ không bị lỗi như này các bạn nhé. Và file cắt này tôi mới cài lại két này, tôi chưa tải thêm phông nên nó bị lỗi phông. Đây là cửa gỗ này, các cửa đỗ, các chi tiết đố rồi khuôn kích thước hoa sắt này, đây là các chi tiết trong cái cửa gỗ đấy các bạn nhé. Cái file này nó cũng rất là chi tiết để trong quá trình thi công ấy. Còn cái bên dưới của chúng ta nên là cái cửa hay cửa nhôm này, các chi tiết cửa nhôm này, đây chắc là một công trình nước ngoài nào đó. Đấy, cái này hệ cửa nhôm bạn nhé, nhôm về vách này, cửa này, đây là một cái các chi tiết mặt cắt, các cái cửa lanh tô. Đây chắc là hệ nhôm, đây là cửa gỗ này, chắc cửa gỗ này là cái phần đim nó đang bị lệch đi. Cửa này, đây chắc là hệ cửa kính này, cái này nó cũng không được chi tiết cho lắm. Đây là cửa nhôm này, đây hệ cửa nhôm bạn nhé. Và đây các mặt đứng cửa, nếu bạn tải về có thể xem, có thể sử dụng công việc của mình không bạn nhé. Chúng ta sang cái thư viện cửa số 4, tôi hay dùng cái thư viện cửa này. Thư viện cửa số 4 này thì nó phân loại hết, ví dụ như là cửa sổ một cánh này, mở hất này, cửa sổ một cánh mở hất này, nó đều phân loại hết, có phích trên phích dưới, cửa sổ hai ba cánh mở hất này, phích trên, đây là phích trên này, đây phích dưới này, đây phích dưới này, đấy. Cửa sổ một cánh ấy, mở quay vào trong, cho đây phân mở quay và cũng có mở vào trong. Đấy. Đây cửa sổ một cánh mở quay ra ngoài, đấy nó phân ra hết cửa một cánh ấy, cửa sổ một cánh ấy, cửa đi này mà mở ra ngoài hay vào trong, nó khác nhau chỉ là cái phích thôi các bạn nhé, nó khác nhau chỉ là cái phích thôi. Đây cửa sổ 2, 3, 4 cánh mở quay vào trong. Thực ra quay vào trong, quay ra ngoài các bạn chỉ cần chỉnh cái phần trong bên ngoài này là được các bạn nhé. Đấy, các bạn tìm cái cách chia đố các thứ làm sao cho phù hợp với cái cửa của mình các bạn nhé, để sử dụng công việc của bạn. Đây cửa sổ 2, 3 cánh mở ra ngoài, đây cửa sổ mở trượt này, cửa lùa này. Đấy, cái file thư viện này thì tôi hay dùng để thiết kế nhà dân của tôi, của công ty tôi. Đây cửa đi à. Đấy, file thư viện nó rất nhiều mẫu cửa và nó cũng phân tách nha, cửa đi hai cánh mở vào trong à. Còn dưới là hệ cửa gỗ, cửa gỗ này nó cũng chi tiết, nó cũng rất đẹp các bạn nhé, chi tiết các thứ mặt cắt các thứ rất đẹp, nhìn rất là sang. Bên dưới chắc là chỉ là các mặt đứng thôi, nó không sử dụng nhiều các mặt đứng này. Đây là cửa trong phần sử dụng trong phần mặt bằng, đây là các cái chi tiết la bàn các thứ, không có gì cả. Để xong cái thư viện là cửa số 4 các bạn nhé. Để sang thư viện cửa số 5 là thư viện cửa này cũng rất đặc biệt, cửa block hộp tính thì chúng ta có thể kéo ra kéo dài này, thu nhỏ này, rất hay. Đấy, để dùng trong các mặt cắt này, mặt đứng này. Đấy, bạn nhé. Thế cả trong các phần mặt bằng thế thôi. Bạn thu nhỏ và các bạn lật hai bên. Đấy,
rất là và nó tính hay đấy. Đây mặt cắt, đây là thư viện cửa số 5, ra còn sang thư viện cửa số 6. Này chủ yếu là cửa này là chủ yếu là cửa nhôm bạn nhé. Đây các thư viện cửa nhôm à, đây là cửa gỗ bạn nhé, bao gồm cả hoa sắt các thứ luôn. Còn đây là một cái bản vẽ nhà sân thì tôi chèn kèm theo thôi. Đây là cửa gỗ hết các bạn nhé. Đây chắc là cùng một công trình nhà nước ở đó, tôi đoán nhé. Công trình nhà nước, chắc là dự án nhà nước ở đấy. Kính chắc bây giờ dự án nhà nước bây giờ trước đây là hay sử dụng cửa gỗ nhưng và cái phần cửa nhựa bây giờ thì đa số là chuyển sang cửa nhôm là nhiều. Đây là thư viện két số 7 các bạn nhé. Thư viện cửa két số 7 bao gồm các cái cửa gỗ này. Cái cửa gỗ này chi tiết bao gồm cả hoa sắt các thứ luôn nhé. Này chắc là nhà dân rồi. Rất là chi tiết. Rất là đẹp. Thư viện cửa số 8. Thư viện cửa này cũng rất là đặc biệt, là thư viện cửa nhôm sông pha, nhưng mà xi pha của họ này đây là có luôn cả các cái thanh, các cái mặt cắt và các cái thanh luôn, các chi tiết thanh. Cái thanh không ba cửa đi này, thanh cánh đi mở quay ngoài này, các thứ này đều có hết, và có cả số này luôn. Thì trong cái thư viện này chắc là của cái đơn vị cung cấp của nhôm, có thể là xi pha và Vanavi chẳng hạn. Như thế họ làm ra cái này để hướng dẫn thợ và khi mà mình cắt cái thanh thì cần những cái thanh tên ký hiệu thứ hết. Đây cửa này, bốn cánh mở hất này, thứ họ làm hết. Đây cửa lùa, đây nó hướng dẫn cửa lùa bao gồm những thanh gì là có hết này. Cửa sổ lùa, cửa mở một cánh mở hất như nào, cửa quay bốn cánh thứ như nào thì họ có hướng dẫn hết các bạn nhé. Các cái ke, ke góc, ke không bao thứ này có hết đây. Cái file này cũng rất là hay. Đây là ba cánh mà mở lùa, một cánh mà quay này. Đấy là cái thư viện cửa số 8. Đây thư viện cửa số 9 các bạn nhé. À, cũng phải cửa nhôm mà nó không đủ chi tiết như thằng kia, nó chỉ có các cái kiểu cách chia đồ các thứ thôi, nó không có chi tiết các thanh như cái thư viện cửa số 8. Thì trên đây là chín cái thư viện cửa tôi chia sẻ các bạn, thì các bạn có thể tải về qua cái bài viết, các bạn chỉ đánh Google đánh cửa két là nó cũng ra cái bài viết của tôi thôi. Đấy thì là đây là chín cái thư viện mà các bạn có thể tải trong cái mô tả video này, tôi cũng có cập nhật link hết các thứ các bạn nhé. Đấy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, có thể đăng ký hoặc like các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.